Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 thời gian qua đã làm bộc lộ thêm những bất cập trong sản xuất nông nghiệp và hệ thống lương thực thực phẩm toàn cầu, khi mà số người nghèo đã tăng 9,9% trong năm 2020. Số lượng người dân thành phố phải sử dụng đến các kho dự trữ lương thực ngày càng tăng. Hàng triệu người cần viện trợ lương thực thực phẩm khẩn cấp. Vì vậy, việc đảm bảo tiếp cận được lương thực thực phẩm an toàn và đảm bảo dinh dưỡng đang là vấn đề quan trọng không chỉ trên thế giới mà cả ở Việt Nam trong ứng phó với đại dịch này. Đây cũng là nội dung quan trọng mà lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra nhân ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10 hôm nay. Hiện ngành nông nghiệp nước ta đang đóng góp 15% GDP và thu hút 38% lực lượng lao động của cả nước. Với 41 đến 43 triệu tấn thóc được sản xuất mỗi năm, Việt Nam không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu trong nước mà còn dư từ 6 đến 7 triệu tấn gạo phục vụ xuất khẩu, đóng góp trên 3 tỷ đô la Mỹ hàng năm vào nền kinh tế nông nghiệp của cả nước. Và tính đến thời điểm hiện tại, không chỉ đảm bảo khả năng tự cung lương thực với sản lượng lương thực bình quân tính trên đầu người ở mức tương đối cao, đứng thứ 6 trên thế giới, tình trạng xóa đói giảm nghèo cơ bản tại nước ta đã được giải quyết. Trong bối cảnh ảnh hưởng chung của đại dịch COVID-19, để giải quyết khó khăn cho ngành nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực lưu thông sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ đồng hành và hỗ trợ nông dân bằng nhiều giải pháp thiết thực để tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. Bộ đã thành lập hai cái tổ công tác đặc biệt, một là ở phía Nam, hai là ở phía Bắc, đã gắn kết với các bộ ngành, đặc biệt với cái địa phương bà con nông dân là vẫn tiếp tục thúc đẩy sản xuất, nhưng đã tạo và có rất nhiều những các cái giải pháp sáng tạo để kết nối giữa cung và cầu, đấy, kể cả tiêu thụ trực tiếp, kể cả theo tên bằng điện tử, và chúng tôi đã xây dựng và cho hoạt động một cái diễn đàn kết nối cung cầu nông sản, và cái này không phải là chỉ trong cái thời điểm Covid xảy ra và sẽ tiếp tục được duy trì kể cả hậu Covid, thì đây là cái vấn đề mà nó rất quan trọng. Thứ hai nữa là năm nay chúng tôi lường trước mọi khó khăn đấy, và đã có một sự chỉ đạo sâu sát từng mùa vụ, từng địa phương, từng vùng. Vì thế năm nay đến thời điểm này hết tháng 9 thì chúng ta thấy là cái tăng trưởng của nông nghiệp mà vẫn là đạt ở mức là 2,74%. Tuy nhiên ở nhiều thời điểm nông dân vẫn chịu thua thiệt khi giá nông sản xuống thấp, trong đó có mặt hàng lúa gạo, thậm chí giá bán xuống thấp hơn giá thành sản xuất, khiến nhiều hộ nông dân thua lỗ, không mặn mà với nghề trồng lúa, dẫn đến tình trạng nông dân bỏ ruộng ở một số địa phương. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, để nông dân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, vừa phải tuân thủ sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, thì cần phải tăng cường nhận thức cho nông dân về vai trò và nghĩa vụ trong vấn đề đảm bảo an ninh lương thực. Nhận thức là phải đi kèm với những cái hoạt động thiết thực nữa. Thì phải thứ nhất là phải từ giai đoạn đầu tiên phải lắng nghe tiếng nói của người sản xuất và người tiêu dùng. Vì vậy đó là các cuộc đối thoại vừa qua cũng đã có những cái đơn vị đại diện như là hợp tác xã nè, cũng là những đơn vị của bên nông dân và các cả hội nông dân nữa, và thậm chí mình mời cấp địa phương luôn những cái công ty mà sức phát thân của họ là những cái người hộ sản xuất nhỏ thì họ nâng cấp từ từ. Thì đây chính là một trong những cách thức đầu tiên mình phải tăng cái sự nhận thức của họ, thì để cho họ thấy đó là vai trò của họ không những sản phẩm nữa mà phải đảm bảo quyền tiếp cận của con người đối với quyền con người trong cái việc tiếp cận sản phẩm an toàn và lành mạnh. Tuy nhiên, trước khi tăng cường nhận thức cho nông dân về nghĩa vụ này thì nhiều ý kiến cũng cho rằng các bộ ngành cần có chính sách đầu tư thỏa đáng cho nông dân để họ có được thu nhập, lợi nhuận ổn định và yên tâm thực hiện nghĩa vụ, trong đó có các chính sách giúp nông dân tiêu thụ nông sản, tránh tình trạng nông dân bị ép giá.